Lê được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Cà Phê Tách buổi sáng chủ nhật ngày hôm nay. Và trước khi chúng ta cùng gặp gỡ những vị khách mời để cùng tìm hiểu những thông tin về công nghệ vô cùng thú vị và hấp dẫn xung quanh cuộc sống của họ, bây giờ Nhã Phương xin mời quý vị hãy dành ít phút ở một cà phê điểm tin để xem thế giới công nghệ tuần qua có những thông tin gì mới cập nhật quý vị nhé. Cũng tại triển lãm Việt Build, gian hàng Khoa & Ma luôn thu hút được sự quan tâm của khách hàng. Là thương hiệu chuyên nhập khẩu, tư vấn và thi công các dòng sản phẩm, giấy dán tường, rèm cửa, vật liệu trang trí trong nhà với hơn 280 nhà phân phối, chủ yếu trong 3 nước, Việt Nam, Campuchia và Miến Điện. Sản phẩm của Khoa & Ma không chỉ giúp trang trí ngôi nhà mà còn giống như một tác phẩm nghệ thuật, làm tôn lên sự đẳng cấp của không gian sống. Hiện đơn vị này đang là đại lý độc quyền của hơn 100 thương hiệu nổi tiếng thế giới như Vinpearl Discovery 3, Banana Republic, ACE Cook, Hội An Sound Development, Reason Phú Quốc. Định hướng sắp tới của Khoa & Ma sẽ phát triển thị trường tại Việt Nam để không chỉ tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng mà còn đến các công ty thiết kế để các bạn có thể kiếm được sản phẩm độc lạ, giá cả phải chăng và chất lượng uy tín. Nâng thương hiệu Khoa & Ma trở thành một thương hiệu có tầm ảnh hưởng quan trọng trong ngành nội thất trang trí Việt Nam. Ngoài việc thường xuyên cập nhật theo xu hướng thế giới nhằm đảm bảo mẫu mã luôn đa dạng, phong phú, phù hợp với mọi sở thích của từng người, Khoa & Ma còn thấu hiểu nhu cầu cấp thiết trong trang trí công trình. Nên hơn 18 năm qua, từ cách tư vấn chuẩn xác khi khách hàng lựa chọn những dòng sản phẩm cho đến chất lượng thi công, tiến độ, tác phong làm việc chuyên nghiệp, uy tín, luôn là tiêu chí để thương hiệu này duy trì và phát triển.